cứu người cái điều nó thành ra. Thế nên nó nói về một cái bộ phim này được thường của đồng bằng người đi. Và cái phần quan trọng nhất là chuyện là cái hành động là chi yếu. Sau đó mình sẽ đề cập đến hai cái bệnh lý hay gặp bệnh lý tĩnh mạch, bệnh giãn tĩnh mạch. Cái nang hoại hạ mạch máu và cái hội chứng đến bệnh mạch khoe này cái tâm lý yếu tập. Nhưng mà nó là những cái bệnh lý đặc trưng của bệnh chi yếu. Thì cái động mạch trụ cột mình biết là nó chia thành cái động mạch trụ trung hai bên. Rồi từ động mạch trụ trung á thì nó chia là động mạch trụ trong và động mạch trụ ngoài. Động mạch trụ trong á thì nó chủ yếu cung cấp cho bộ phận sinh dục. Còn cái động mạch trụ ngoài á thì nó tiếp tục cái đường đi của động mạch trung á, động mạch trụ trung đó nó đi xuống cái trụ trụ và nó đi xuống đuôi ở hai bên dưới. Thì cái động mạch luồng nó đi ở mặt trước luồng, nó đi dần dần đi vào trong và sau đó chui qua cái vòng cơ cơ khép. Thì khi các anh chị sẽ xem cái công trình của nó thì nó dễ chui hơn. Thì đến cái khép 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 thì nó đổi tên thành động mạch khoe. Thì cái động mạch luồng á từ đến trung bình khoảng 6 đến 7 mm. Thì cái đó cũng không cần mình nhớ. Ở đây á thì là mình sẽ nhớ cái mốc ngoài cùng để là luôn luôn á thì nó phải khép. Thì sau khi mà đi qua cái đề đi nhạc bạc, đi qua dây nhạc bạc khoảng chừng 4 cm thì là cái động mạch đùi sẽ chia ra hai nhánh là nó tách một nhánh đi sâu vào động cơ và là động mạch đùi sâu và tiếp tục cái đường đi của nó là cái động mạch đùi đông. Cái động mạch đùi đông nó đi xuống phía dưới và là đến cái khớp quẹt thì nó gọi tên là động mạch quẹt. Thì như vậy là cái động mạch đùi đông là cái động mạch chính đi lên phía dưới, trong khi cái động mạch đùi sâu nó chỉ nuôi cơ chủ yếu ở vùng đùi thôi. Thì cái động mạch đùi sâu nó xuất phát ở vị trí sau ngoài của cái động mạch đùi với đường kính đại gốc của khoảng chừng 5 mm. Thì đây các vị thấy là đây là các đơn giản là cho mình dễ thấy như vậy là đây là cái động mạch trong ngoài nó đi qua cái vùng đùi thì lúc đó nó đổi tên là động mạch đùi, đó là động mạch đùi chung. Động mạch đùi chung nó qua cái nếp bạn ở chừng 4 cm thì nó tách thành một cái nhánh nó đi vào sâu và là động mạch đùi sâu, nó nuôi cái cơ vùng đùi. Còn tiếp tục đường đi của cái động mạch đùi chung thì lúc này nó đổi tên là động mạch đùi nông. Động mạch đùi nông nó đi đến, nó đi vào trong ra sao thì khi nó đến cái nếp khoang thì nó đổi tên là động mạch khoang. Thì ở trên cái thiết bị khách hàng thì các vị thấy là khách hàng là vùng ba trên, vùng ba giữa, vùng ba dưới. Tất nhiên đây là từ phải và mình nhìn từ phía trước thì là nha. Thì đây là cái sơ đồ thì cái những cái mạch máu là nằm chủ yếu nằm ở phía trước trong nha. Thì ở đây các vị thấy là nông dưới nha thì có thể là hiện lớn. Còn ở đây là người ta cắt ở đây là đã qua cái chỗ chia tách ra động mạch đùi tầng nông đây và đây là động mạch đùi sau đây. Thế nha. Thì cái động mạch đùi sau đó thì nó đi vào nó nuôi cái nhóm cơ của đùi này, còn cái động mạch đùi nông này nó tiếp tục cái đường đi của nó đi xuống dưới. Và luôn luôn các vị thấy là nó là một cái cấu trúc mạch máu luôn luôn là không cần phải cấu trúc mà một động mạch nó đi ngang một tĩnh mạch, một động mạch đi ngang một tĩnh mạch. Trừ cái hệ của tĩnh chỉ, cái gì đây chứ? Thì như vậy là ở phía trước đùi á thì mình thấy rằng là theo thứ tự á là thần kinh ngoại cùng tiếp đến là động mạch và trong cùng là tĩnh mạch. Nhưng mà nếu ở phía sau của cái khoe bên phải đó thì là các chị thấy rằng là lúc này á thì là cái cục cái tương quan của tiếng giữa cái thần kinh động mạch trong tĩnh mạch nó có thay đổi. Nhưng mà cái điều này nó không quan trọng bằng cái chuyện là cái độ nông sâu của cái động mạch. Thì xuống đến cái vùng cảnh chân đó thì là đây là mình nhìn từ phía trước lại cái thời gian là nhìn từ phía trước lại thì đây là như vậy á, đây là từ cái phía sau nhé, phía sau cảnh chân có những cái lớp cơ này
thì là đây là tiếp tục thường đi cho nên là gặp mặt khoe thì là mặt khoe đi để thấy thì nó tắt cái nhánh đầu tiên á là nó có một cái nhánh động mạch kề trước thì đây là cái kẽ nó một việc thôi là nó thấy đó là cái là mình sẽ coi là cái mặt khoe cái thể trạng và tiếp đến á thì chúng ta sẽ tách thành nhánh động mạch kề sau và nhánh động mạch má ở đây là nằm ở phía sau còn cái phía trước á thì là mình thấy rằng là cái như vậy là cái động mạch chạy sau á nó đi ngang cái đường mạch từ phía dưới mình có cái cánh khoe đây mình có một cái cánh khoe ở đây thì có cái cánh khoe mà đến thì giữa của con cá trắng là thì lúc đó là cái đường đi của cái động mạch chạy sau còn cái động mạch mát á thì nó tách ra từ cái động mạch chạy sau thì khi mà nó tách ra như vậy thì nó đi cạnh cái bờ của cái xương má thì động mạch chạy sau thì cạnh bờ sau của cái xương dày còn động mạch mát thì nó cạnh cái bờ sau của xương má ở phía trước á thì là cái động mạch chạy trước này là sau khi nó tách ra đó thì nó chui qua và nó cố ra từ phía trước này để nó đi chạy thẳng xuống thì trên da đó là nó một cái đường mạch từ điểm giữa lờ bụng chạy cho đến cái điểm giữa con cá hai con cá cái gì tức là ngay cái vùng mô bàn chân cái gì là cái động mạch cá đó đó chính là cái động mạch bàn chân thì nó kéo từ trên cái lờ bụng chạy cho đến cái vùng giữa bụng chân thì lưu ý một cái điểm khác biệt giữa cái vùng cẳng chân và cái vùng đùi đó thì các vị thấy đây là cái cẳng chân phải mà người ta đưa ngang đây là thì đây là cái xương chạy ở phía trong và xương má ở phía bên tức là bên ngoài đó thì là các vị thấy đây là cái màng gan cốt thì người ta vẽ như thế này đây là cái động mạch má và đây là cái động mạch chạy sau còn cái động mạch chạy trước đó, là nó nằm ở phía trước màng gan cốt này thì quý vị lưu ý một điều đó là vùng cẳng chân đó, là nó là một cái động mạch nó đi kèm với hai động mạch một động mạch nó đi kèm hai động mạch một động mạch đi kèm hai động mạch và đây là cái tình hình lớn và đây là tình hình bé là hai cái tình hình đông với cái vùng của chân á thì là mình biết trên hướng thì thôi chứ cái chưa đi đưa mình sẽ không có làm khu vực bàn chân tức là cái động mạch mu chân ở đây thì nó tạo ra những cái nhánh nó một cái khu vực cạnh ngón chân về thăm khám á, thì là người ta chia là bây giờ thì các chị phải biết cách để làm sao cho bệnh nhân đỡ những cái cận nhiều tại vì thông thường là đối tượng khám là nó cũng đi thường người lớn tuổi chứ không phải người trẻ tuổi ít kinh nghiệm thì là mình cho bệnh nhân nằm ở hai tư thế là ngửa và nằm sấp thì đầu tiên là mình khảo sát bệnh nhân ở tư thế nằm ngửa thì mình khảo sát cái tầng chậu và đùi tầng chậu đùi này mình phải khám nằm ngửa tiếp đến thì tại vì thế là có một cái mạch máu phía trước là cái động mạch chạy trước này như vậy là tư thế ngửa thì mình khám phát được hai lần như vậy cái bụng khoe thì đến khi mà phải chờ bệnh nhân nằm sấp thế khi mà bệnh nhân nằm sấp thì mình sẽ mà các vị nên nhớ nên tôi làm thì thông thường là tôi sẽ làm cả hai chi ở phía trước rồi sau đó tôi cho bệnh nhân nằm sấp và tôi làm hai chi ở phía sau các chị cũng đau thì các anh chị đừng có bắt thời gian thêm như thế này 4 lần thì rất là tốt ha à, thì mình làm cái thứ hết rồi sau đó mình cho bệnh nhân nằm sấp đó thì các bạn chủ yếu là cái động mạch khoe và hai cái động mạch chạy sau và động mạch mát anh chị ha như vậy thì nhất là đối với người nhà mình hạn chế cái việc hai giờ bệnh nhân không điều trị làm tốt được rồi thì nguyên tắc chung là về là phải nó thì đến chỉ biết rồi tức là để điều trị là nó là người ta phải dùng lá cắt ngang thì sau khi mà chắc lá cắt ngang mà mình thấy có chút mạch máu rồi thì mình cho cái lọc màu vô anh chị chưa rồi thì nếu mà mạch máu mà nó có màu liên tục và ứng kẹt thì đó là chính là tĩnh mạch à, nếu mà mạch máu mà nó có màu cách mạng tức là nó ngay từ tim không có gì màu nó né tránh thì mình mất đó và ấn không kẹt thì đó chính là cái động mạch đó thì khi cái gì cái bài này mình khảo sát động mạch cho nên mình sẽ bỏ lơ cái tĩnh mạch đi
Thì khi đấy thì bây giờ cái đạo Phật rồi thì mình từ từ xoay vòng vòng sáng tâm của cái đạo Phật tâm để mà tác anh này vô đây chưa. Như vậy thì để quy định mà nó để bắt buộc mình phải dùng lá đất nè. Sau khi mình biết được đạo Phật làm được nào rồi thì mình cho cái đạo Phật nó vô giữa cái đầu vòng đó và mình xoay từ từ để dọc nó lại để mình để cho nó dọc. Thì sau khi mà để quy được mà nó thì mình mới cho cái vấn đề chung vô để mình đo cái đúng không? Đó. Thì là tiếp đến đó, là mình lại xoay đầu vòng hô hấp lại để mình tiến cái vị trí kế tiếp. Cái gì như vậy nè. Muốn cảm giác thành máu là mình phải cảm giác xuống từ cái chiều dài đường đi của nó. Thì cái chỉ cần nó rất là ở vị trí nào thì mình để cái đầu vòng tâm tâm nó là máu chạy đâu. Là cắt chặt máu chạy đâu. Sau đó khi mình di chuyển đầu vòng đến cái vị trí kế tiếp và mình vừa mặt vừa nhìn trên mặt mình vừa tay mình vừa di chuyển mình sao cho cái thành máu nó nằm ở giữa cái đầu nhọn phát triển như vậy giữa đầu nhọn là đứng ngang á rồi mình di chuyển đến nó sát cái tiếp đến cái vị trí cái tiếp thì đến cái điểm mà các chị cần nó cảm giác là cần nó vấn đề cho mình đó thì các chị mình xoay vô có đầu nhọn mà tức là mình sẽ cắt thành sâu cái thành máu để mở ra cái thành tựu à đó là cái thứ nhất. Thì các chị nếu mà làm đúng theo cái cách như vậy thì các chị không bao giờ bị lạc đúng không, và không bao giờ mất dấu vì có nhiều người nói buổi ta làm cái mạch máu của chị đâu tiêu à. Thì bởi vì là mình làm không có đúng cái quy định của nó thì nó sẽ bị lạc à. Thì bây giờ mạch máu thì người ta không có nói bao cụ thể bao nhiêu, nhưng mà ví dụ như một cái mạch máu ví dụ như cái động mạch người đông thì các chị nên đo hai vị trí, tức là vị trí 1/3 đầu gật, 1/3 đầu thang. Các chị nhìn vô đây chưa? Nếu mà trên cái vị trí của nó không xuất hiện là điều gì? Chứ còn nếu mà các chị thấy rằng là 1/3 đầu các chị nó không kê bình thường rồi, 1/3 đau bình thường rồi, nhưng mà trên cái đường đi của nó các chị thấy nó xuất hiện là điều gì rồi nào thì là tức mình phải đo hai điều đó. Bởi vì vị trí nó bị ngay cái điểm giữa cái đỉnh cái đỉnh mà mình không có theo nguyên lý mình không đo cái vấn đề lên nó là đặt cửa hàng cách điện vừa chưa. Thì cái ảnh ADI là cái hình ảnh nó chỉ điểm cho cái vị trí hàng mà mình phải cách điện cái gì biết rồi đúng không. Thì ví dụ như đây là một cái hình chúng ta gọi là hình này nó gọi là panoramic nè, tức là nó nối lại nó kéo từ ngọt từ mà nó nối lại. Thì đây là đặc biệt người chung và đặc biệt chậm chung không ngon thì đây tức là cái động mạch chậm chung xuống đây là cái đây là động mạch chậm ngoài và đây là động mạch chậm trong và tiếp đến cái động mạch chậm ngoài này đó thì xuống đây là cái động mạch người chung. Thì các chị thấy là trên dọc đường đi thì cái chỗ nào cần phải làm các vấn đề sau cái chỗ này đúng không à? Bởi vì nó có cái hành vi thì xuất hiện ở đây thế chưa. Thì như vậy các chị phải biết rằng là cái chỗ nào cần phải quan tâm để làm khác cái lúc đó là nên nghiên cứu để làm nên để người ta cho cái lúc để từng một người ta làm khác sẽ rõ ràng để một cái hạn chế được dụ từ vị trí này thế chưa. Như vậy là đối với cái tầng chịu đùi á thì cái mặt cửa đó thì mình cảm thấy từ tầng mặt chịu chung cho đến tầng mặt chịu ngoài rồi tiếp đến là động mạch người chung và người sâu. Như vậy là nó mang tiếng là đốt nè ở chi dưới nhưng mà thực ra là phải cảm giác một phần một cục ở độ vùng trầm là cái gì, tức là phải cảm giác từ động mạch người chung ra động mạch người ngoài để động mạch người chung động mạch người sâu động mạch người sâu. Thì đối với cái này là đối với động mạch người sâu thì các chị chỉ cần cảm giác một vị trí được rồi, nhưng mà động mạch người sâu thì người ta khuyến cáo là mình nên cảm giác hai vị trí động mạch người chung này trong mặt người đang gần gần và mặt người đang gần xa, tức là mình đặt vị trí xung quanh tâm trong cơ thể mình cũng gần xa đó. Thì đây là một người ta phải cải cách như vậy là các chị bảo rằng là người ta phải cải cách đây là động mạch chủ cung này, đến đây là động mạch chủ cung này, thế chưa? Và người cải cách từ động mạch chủ cung trở xuống và tiếp theo là cái động mạch chủ cung này và đây là vị trí của nó vòng vòng ra phía sau và đây là một khoa. Đó. Như vậy cái này là mình có phải cảm giác toàn bộ những cái mạch máu từ cái động mạch chậm trung trở đi và như vậy là mình có hai tư thế.
tất có sân từ biến cảm thấy là bất quen cũng mặt mát là mặt kể cả cái như vậy ở cái tầng cạnh chân đó thì là cái động mạch chạy trước đó thì chạy là cả hai vị trí là cái đoạn gần và động mạch chạy trước và cái động mạch xa và động mạch chạy trước và tiếp đến là cuối cùng mình chạy cuối cùng cả khác là cái động mạch một chân ngay cái hết một chân mình co kiểu của chân là những một chân cái gì thế cái gì thế đây là cái chân dài đây và đây là cái chân mát và cái gì thế đây là cái màng gai cốt nè thấy chưa cái này là động mạch đây là thảm hát động mạch chạy tibia chạy đó tức là động mạch chạy trước bên phải thì là như vậy cái gì thế mà và đây là cái cánh ngang thì là cánh ngang mình thấy đây là cái chân dài và đây là cái chân mát thì cái gì thế mà đây là cái màng gai cốt thì đây là cái động mạch nó nằm ngay phía trước màng gai cốt và mình cho cái đốt này cho một cái gì thế nhé ngay cái điểm nhé ngay đây thấy chưa rồi sau khi mình xác định được cái điểm nhé ngay đây thì mình xoay cái đầu tròn vuông góc cái đó đúng không thì sẽ lấy được thì cái gì thế nè đây là cái động mạch dài này động mạch khoeo là không để đây là nó tắt ra nó tắt ra cái nhanh nó đâm ra chu qua màng gai cốt là cái trước này và nó tạo một cái cung như thế này thì chính là cái động mạch chạy trước thấy chưa như vậy là đầu tiên là mình phải định vị phải lấy cánh hai và sau đó là mình may cái đầu dòng vuông góc để mình lấy cái lá cánh nhân ở cái động mạch chạy trước là một cái động mạch rất là dễ tiếp đến đó là cái động mạch khoeo á thì các chị thấy rằng là cái từ khi mà bệnh nhân sốc là sốc á thì mình phải cắt từ động mạch khoeo và tiếp đến đó là cắt cái động mạch chạy sau đó mình cảm giác là gần và đặt xa gần và đặt xa cái động mạch mát mình cũng cảm giác là gần đặt xa thì cái như vậy là cái động mạch chạy sau và động mạch mát là nó nằm dưới sau màng gai cốt và cái động mạch nào thì nó nằm gần cái xương đó ví dụ như đi gần cái xương dày cảm giác xương dày và cái động mạch chạy sau và cả xương má là cái động mạch mát thì các vị thấy đây là cái động mạch cao bên phải cái này nha động mạch cao bên phải tức là cái động mạch sấp á mình thấy đây là cảm giác đây là cái động mạch cao bên phải đó thì thấy cái phần thấp của động mạch cao bên phải đó thì các vị thấy mà bây giờ nếu mình cần cắt từ phía sau á thì mình thấy đây là cái trục xuất phát của cái động mạch chạy trước cái gì mình dùng không cho nên mình cắt từ phía sau nha còn lúc này á là mình nghe bằng cửa cắt từ phía trước anh chung lên chưa đó như vậy là đây là cái phần thấp của cái động mạch cao thế chưa và đến đây thì tiếp tục đường đi của nó là cái động mạch chạy sau đây thì đến đây là cái điểm chia đôi ở đây là điểm chạy sau đây và cái vòng ra phía trước này cái nhánh cần ra phía trước này là chính là cái động mạch chạy trước rồi như vậy là đây là dưới thời gian mình sẽ mẹ thấy mình cảm giác từ cái động mạch khoeo cho đến cái động mạch chạy trước là động mạch chạy sau và động mạch khoeo thì các bạn như vậy là mình cảm giác ở động mạch khoeo tại một vị trí động mạch chạy sau mình cảm giác đốt đen là gần gần ở đây trung và gần xa động mạch mát cũng vậy cảm giác là hai điểm thì các chị thấy rằng là đây là một cái nhánh cánh ngang bệnh nhân nằm sấp á và đây là cái xương dày này nè và đây là cái xương mát này và đây là cái xương dày này thì các chị thấy là nó có hai cái lỗ mạch máu đó thấy không thì đây chính là cái đường mạch hai cái này nhỏ đây đến vị trí mà hai cái gì không hai cái đường mạch tại vì cái vận tốc này để cao cho nên mình cung cấp là cái vận tốc mạch khi mình thay đổi khi mình nhiều khi mình co bóp tức là mình ấn một cái bóp trên trên thì đôi khi mình thấy nó xuất hiện cái cổ màu và răng trên trên mặt đó thì nhưng mà trên bài ngày hôm nay mình chủ yếu mình cảm giác động mạch cho nên là đã các chị thấy nằm cạnh cái xương dày thì đây chính là cái động mạch chạy sau và cạnh xương má thì đây chính là cái động mạch má
là những người mà mệt quá đó, cái bắp chân nó đau quá, cái chân chỉ hay là cái bắp chân này nó nằm gần tiếng thở nó ra khỏi một bệnh khác, thì là mình đổi đầu giờ ăn đi, ăn thì cũng nó tại vì nó nằm sâu quá rồi, chỗ đó mình sẽ dùng cái đầu giờ ăn đi, tức là đầu giờ 3.5 và 3.75 đó để mình phản khác hai cái là nó này, chắc là đối với cái bắp chân nó quá rồi. À, bây giờ mình nói về một cái bộ đốt na bình thường của động vật mà đi cái đốt na cái đặc trưng của cái động vật của động vật ngoại vi khác với những cái động vật tận và cơ mình và những cái động vật chủ yếu ở trong cơ thể thì là do lúc bị cơ của bạn đi hay một cái cá lực ngoại vi na thì lúc đó nó có một cái hình ảnh sóng phản xạ thì sóng phản xạ đó là gì, nó là một cái vật tốc cao và trong gì là thu tiếp đến là một cái đạn từ nắng từ tân cương đó, đạn từ nắng từ tân cương và tiếp đến là một cái sóng vật tốc thấp từ địa tân cương à. Và cái đi độ của sóng vật tốc thì người ta nói rằng là nó thay đổi khi mà nó còn hoặc do lạnh đó thì nó biến mất và cái nó sẽ tăng cái đi độ này lên nếu mà người sử dụng thì và thêm một điều nữa là nếu mà mình vừa vận động xong á, ví dụ như mình vừa nhảy thể dục chẳng hạn mà mình vừa làm cái này thì mình tính á, thì là cái sóng đạo từ tiền vật cương này nó sẽ biến mất, nó không còn nữa à, và cái đi độ sóng vật cương nó không tăng à, thì biết tại sao hả à, khi nào buồn ngủ á trả lời cho cái vấn đề mà buồn ngủ tại sao mà bây giờ bình thường á là sóng bạc tăng nó sóng đạo từ tiền vật cương và khi người ta vận động xong thì cái sóng tiền vật cương nó biến mất mà sóng cái sóng thông thường nó lại tăng đi rồi lý do tăng gì tăng thứ máu đó là được tăng thứ máu thôi cái gì vận động co bóp như thế này một lúc là cái gì cái gì sau khi tôi coi được ở chục lần đó thì là cái này này chắc chắn là sẽ mất cái sóng thông thường thì tăng được và lúc đó thì còn hai ca thôi tâm thu và tâm trương và tâm trương rất là cao là bởi vì trong đó là nó tăng thứ máu và cái và bởi vì tức là ngoại viên là ngoại viên tức là cái chi nào mà nó vận động nhiều đó thì là sẽ tăng tương ứng à, cái gì coi như vậy là đây là một số bộ đốt na, đây là đốt na của cái động mạch chủ chung bên phải à, cái gì đây là thẩm thiện cái gì trong bàn mà à, đây là cái động mạch nó giống nhau hết anh chị và đây là động mạch từ chung ở bên phải cổ là ba pha nha tất cả ba pha hết à, cái đây là động mạch từ nâu cái gì không tất cả đều là sóng ba pha hết thì như vậy là mà đặc trưng của cái sóng ngoại vi là sóng ba pha đó là thật sự thì nếu mà các vị thấy mà nó được sóng ba pha như thế này nè khỏi cần lo tiếp tôi tiếp với em nhé tôi biết là à, đây là cái à, tiếp theo là cái động mạch à, đùi sâu ở bên phải cái gì nó cũng là sóng ba pha à, tiếp theo là cái động mạch quen cũng là sóng ba pha đúng không động mạch quen cũng là sóng ba pha à, đây là cái động mạch chạy trước cũng là sóng ba pha và đây là động mạch chạy sau cũng là sóng ba pha tức là nó như nhau hết cái vậy là tôi là quan sát cho anh chị coi từ trên cũng như tất cả bên người tất cả đều là sóng ba pha hết thì như vậy là nhắc lại như vậy là thứ tự mình với sóng ba pha nó có một cái đạo từ ở xuyên bên đường như thế này còn khi mà người ta sau khi tiến trình đang tài chính người ta đánh sức xong đó thì lúc đó các chị thấy rằng là nó mất cái lớp tạng ruột này và cái biên độ sóng bên đường nó cao lên thế giờ lúc này là nó là sóng một pha tức là chỉ có tiết từ điểm và cái tức là có sóng tâm thu và sóng tâm trường nó không còn cái sóng ba pha nữa thì đây là một cái trường hợp như vậy là các vị thấy đây
ra nó cái nghị luận cái distillate giữa cái nước Mỹ mà lúc sau lúc bận rộn thì người ta thấy nước Mỹ đó, thì cái distillate khoảng chừng 90 lần nó như vậy, và sau khi cho mình nghe coi gửi cho một group đó khoảng 10 lần thì người ta đo là cái distillate của nó lên 141 lần nó như vậy, tức là nó tăng cái distillate lên nhiều lần. Thế nha, thì như vậy thì người ta phải lưu ý, tí là mình sẽ nói đến những cái lưu ý khi mình cảm giác. Thì đây là một cái cho mà từ sau người ta cảm giác cái lúc bị thì người ta lấy cái lý sử trí tư lý bệnh chừng 7-80 thân nhân lấy nhân dân và cái nghe giá tư lý bệnh chừng 7 thân nhân lấy nhân dân. Thì sau khi cho bệnh nhân thì coi dụ chân 10 lần thì lúc đó người ta đo lại cái lý sử trí tư lý này nó tăng lên 90 và cái nghe giá tư lý nó cũng tăng lên 15. Tức là như vậy là xong và nó mất cái xong cả rồi thì gần đường này. Đây là một cái trường hợp mà không phải là do bệnh nhân có mắc bệnh nhân con dưỡng, mà do người ta bị nhiễm trùng ở bàn chân, tức là ở vùng phía dưới á. Và khi người ta làm nát cái động mạch chạy trước, người ta thấy là nó tăng cả cái triglycerides và cả cái LDL và nó mất cái tăng cả một thì bình thường. Thì những cái điều này là mình phải lưu ý là, tức là có một cái tình trạng tăng cái máu ở chân thì lúc đó là nó sẽ mất cái bộ thông qua pha can thiệp như vậy. Như vậy biết cái điều này để khi mà mình thấy không có ngạc nhiên là tại sao cái mạch máu cái động mạch chạy trước này nó không hẹp và tại sao nó mất cái cổ thông qua pha đi, đó là một cái nhà về lý do như thế nào. Đây là một cái động mạch đùi nông nó bị tắc, thì cái lúc đó thì cái động mạch đùi sâu thì mình biết là động mạch đùi nông là nhánh chính sẽ nuôi đi dưới, mà bây giờ đùi nông nó tắc thì lúc đó là cái động mạch đùi sâu nó trở thành nhánh tắc cung cấp là nói trên dưới, tức là lúc đó rồi mà người sau nó bằng mọi cách nó sẽ qua những cái mặt đẹp để nó cung cấp cho cái phần dưới của thân thể, thấy chưa? Thì nó trở thành cái động mạch chính, thấy chưa? Nó trở thành cái động mạch chính thì cái gì cái lúc đó nó tăng cả cái triglycerides và tăng cả cái LDL và nó mất luôn, nó cái trong tiền mặt tư nó mất luôn, trong tàu tiền mặt tư nó mất luôn. Cái gì của anh chưa? Tức là cái lý do nó mất cái động mạch là như vậy. Bây giờ mình chẩn đoán một cái hẹp động mạch chi dưới. Thì bây giờ mình lưu ý như vậy là trước hẹp á thì mình sẽ có, đây là mình sẽ thấy cái hẹp đi. Nếu mình gặp cái cửa sổ đó là ngay đây là ngay trước hẹp thì mình thấy cái sống của nó là sống 33. Đến tại chỗ hẹp đó thì lúc đó là nó là sống 13 thôi. Thì cái biết tôi biết nó tăng cao so với cái chỗ bình thường. Thấy chưa? Tăng cao và cái em giá tôi biết nó cũng tăng cao hơn cái độ mà sự trước hạn và cũng tất nhiên là nó mất cái độ thấp và mạng đến sau hạn đó. Thì nếu mà ngạc nhiên đó thì là cái gì thấy rằng là cái mình vẫn thấy được cái thấp và mạng, nhưng mà nếu đây là ta kể được là hạn nặng thì lúc đó cái gì thấy là nó là một cái biết cái nó thấp và cái em giá tôi biết nó cũng thấp luôn, hoặc là chỉ là nó có tồn tại dưới và dưới, tức là đi qua một cái chỗ hẹp rất là nặng thì sau đó cái bộ nó là tồn tại dưới và dưới, tức là cái AD nó kéo dài ra. Thấy gì ha? AD là cái khoảng cách gọi là cái thời gian gia tốc á, acceleration time, tức là thời gian gia tốc là khoảng thời gian này đó, là từ cái vận tốc nó khởi điểm cho đến đạt đến vận tốc định, nó gọi là cái thời gian, ta gọi là AD. Và như vậy là cái quan trọng nhất là đưa lên mình phải nhớ mình phải có cái bản này thì mình làm cho cái này để mình so sánh để mình đánh giá cái độ hẹp. À, thì là bình thường á thì là cái vận tốc định sinh tu nó dưới 150 cm trên giây và cái vận tốc cuối năng lượng nó dưới 40 cm trên giây. Khi mà nó hẹp nhẹ dưới 20% á thì là cái vận tốc định sinh tu nó vẫn bình thường, cái vận tốc cuối lân cương nó cũng vẫn bình thường, chưa có thay đổi. Như vậy là khi mà nó hẹp dưới 20%, người ta thấy cái chỉ số lân cương nó không thay đổi, thì người ta nói rằng là nó chưa có thay đổi về mặt huyết động. Và cái tỷ lệ cái ở đây người ta dùng cái tỷ lệ triglycerides tại chỗ hẹp và trước hẹp, còn ở trên động mạch cảnh thì người ta so sánh cái gì là gì? Tại chỗ hẹp với là bằng cảnh tập trung, còn cái này
khi mà nó hẹn dưới 50% đó thì bắt đầu là cả cái phí cholesterol và cả cái giá cholesterol nó bắt đầu tăng lên là khoảng từ 150 đến 200 mg/dl. Trong khi đó thì cái giá cholesterol thì chưa có thay đổi. Khi mà nó hẹn nặng đó thì ta gọi là hẹn nặng, khi nó đột hẹn nó là trên 50 và dưới 75%, đó thì là lúc đó vận tốc trên thân thu nó cũng tăng và vận tốc cuối thân thu nó cũng tăng, khoảng chừng từ 200 đến 300 đối với cái histolytic và cái giá cholesterol thì nó khoảng dưới 90. Thì khi nó hẹn rất là nặng trên 75% thì cái này nó trên cái histolytic nó trên 300 và cái giá cholesterol nó trên 90. Nhưng mà khi mà nó hẹn nặng hơn rồi rất là tắc thì lúc đó mình không có dùng cái đi đường tốt đẹp cho mình được bán rồi. Khi đi nhờ thì đã chỉ biết rồi thì lúc đó là cái vận tốc nó sẽ rơi luôn về bình thường và sau đó là nó sẽ rất là thấp và nó tắt luôn. Và như vậy là nếu mà mình so sánh với cái tiêu chuẩn này từ mặt cảnh cặp nó thì mình thấy là sao? Đối với hệ động mạch mạch đi thì cái huyết cho nên nó tăng cao khi mà cái độ hẹn nó trên 20% là mình thấy nó có thay đổi của một cái cặp. Trong khi đó ở hệ động mạch cảnh cặp thì cái huyết cho nên nó chỉ tăng cao khi độ hẹn trên 20%. Thì lưu ý nha, tức là nó có khác nhau đó. Cái triglycerides tại độ hẹn từ so sánh với trước hẹn, trong khi ở hẹn là một cảnh chung cảnh cặp thì người ta so sánh tại độ hẹn với cái triglycerides của động mạch cảnh chung, đó là sự khác biệt giữa cái động mạch cảnh trong và cái động mạch dưới. Một cái khác biệt thứ hai nữa thì các anh chị thấy rằng là khi mà cái động mạch cảnh trong hoặc động mạch cảnh chung nó bị tắc thì các anh chị thấy là biến đổi dòng chảy rất là phức tạp, đúng không? Còn ở động mạch chi dưới thì nó rất là đơn giản. Thì các chị thấy rằng là đây là một cái vị trí hẹp. Thì bình thường mình biết rằng là nó có những cái mạch máu nhỏ đi đi ở động mạch như thế này. Thì khi mà nó bắt đầu hẹp thì bắt đầu cái mạch dưới này nó gọi là cái mạch máu bàn hẹp, nó bắt đầu nó phát triển. Thế nha, cái hẹp là mạch thì cái mạch máu này nó bàn hẹp này nó càng phát triển. Khi mà nó hẹp thì nó tắt luôn đó, thì các chị thấy rằng là lúc đó cái mạch máu bàn hẹp đóng vai trò để nhận thu máu từ phía trên vị trí hẹp xuống dưới vị trí hẹp. Thế thì hình dung ra chưa? Và rất là đơn giản. Khi nó tắt hoàn toàn như này thì càng tắt thì cái này nó càng phát triển. Thì như vậy thì nó cái so với cái động mạch ở cái động mạch não thì nó đơn giản hơn rất là nhiều. Thì các chị thấy rằng là đây là một cái người ta so sánh nè, người ta so sánh tiếp xúc cơ lý tại vị trí bình thường nè và tại cái vị trí hẹp nè. Thì sau đó người ta đo cái tỷ lệ giữa cái huyết cho đến tại cái vị trí hẹp và so với cái vị trí bình thường, thì trong trường hợp này người ta so sánh nó là bằng 5, tức là cái huyết ở trên nó bằng 5 thì đó là tương ứng với một cái hẹp nặng của cái bệnh viện này. Đây là một cái trường hợp mà nó ở cái vị thấy rằng là cái huyết cho đến nó bị ADRI rồi, cao, nó hẹp rất là nặng ở cái động mạch vùng trong bên phải. Ở đây là một cái động mạch vùng trung, cái gì thế là người ta đo nó là khoảng chừng 60 trước hẹn, ở vị trí này là bình thường, trước hẹn là chỗ này là hẹn, thì trước hẹn nó là 60 cho nên cái nhân dây nó 6, thì tại cái vị trí hẹn thì nó lúc đó nó sẽ tăng lên rất là cao, khoảng chừng là 340 và cái tỷ lệ và cái huyết cho đến tại cái chỗ hẹn là trước hẹn nó còn tăng. Đó, đây là một cái hẹn nặng ở cái động mạch vùng trung. Thì đây là một cái trường hợp khác, thì thấy rằng là đây là người ta đo cái số triglycerides của nó là 500 mấy 500 mg/dl này, và cái hẹn giá cho biết nó là 180 thì cái hẹn giá sẽ là tăng cả cái triglycerides và tăng cả cái hẹn giá cho biết cái tỷ lệ cái triglycerides của cái tại cửa hẹn và trước hẹn nó là 12, tức là một trường hợp hẹn rất là nặng. Thì khi mà chụp cái mạch máu ra thì các chị thấy thì cái hẹn rất là nặng. Các chị nghe đơn khoan nó tất cả mọi tại cho hẹn, đúng không?
thì cái lúc mà đoàn bình thường á thì người ta để cái tức là chuyển cái TIS và chuyển 4 km và ở cái độ hẹp người ta phải chuyển cái TIS lên 10 hả? Thì các chị nghe cái âm thanh này cho này nó nghe của đẹp nó khác nào. À, đây là một cái trường hợp các chị thấy là cái đồng mạch chụp xuống bên trái đó, các chị thấy thì cái đầu nhỏ người ta xài xuống chậm thì không được, người ta xài được đồng mạch kép ha. À, để nhìn cái mạch máu cũng chậm nó nằm sâu à, thì người ta thấy là nó bị adrenaline và cái kích thước cơ điện nó sẽ để thăm hại thân thể. À, khi mà chụp đồng mạch à, thì người ta thấy rằng là các chị thấy nó hẹp rất là nặng nề. À, như vậy là đây là một cái vấn đề mà người ta biết nhìn cái bộ thì mình biết là nó là một cái hay không hay. À, và vì các chị thấy đây là cái bộ gì đây các chị? Đây là cái bộ gì? À, cái này là cái sinh cơ đế này, còn cái này là cái bộ ấp nhân thì tâm tu gọi là gì? Cái bộ đạo nhau. Đúng không? Đây là những cái cơ tâm máu nó đi cùng nhau. Và các chị thấy cái đường tương lai này à, đó là một cái ngày sau hạn. Và đến sau hạn đó thì các chị thấy rằng là cái risk của cái từ ngay tại cửa hàng và sau hạn nó giảm xuống lại. Thấy chưa? À, đây là một cái động mạch chậm ngoài bên phải à, thì các chị thấy rằng là đó, khi mà thấy được cái vị trí hẹp chỗ mà nó hẹp như thế này trên tầng cao của cổ lúc xe xuống một thì người ta thấy nó thành là rất là cao. Và các chị thấy đó khi mà người ta được mạch máu ra à, đây là một cái trường hợp mà bệnh nhân này các chị thấy mà mình cảm thấy như thế này nè, rõ ràng là mình có thể đo được vật đo được cái hẹp của nó. Thì trong trường hợp này là nó hẹp cái đường kính là 71.5% à, cái động mạch từ trung và bên phải. À, khi mà đo cái đất đai xung đó thì các chị thấy rất là cao trên 75 cm. À, đây là một cái trường hợp khác, người ta thấy nhưng mà đó cái động mạch chụp xung có thể hẹp lên đến tức là dừa rồi, nhưng mà sau khi mà cắt đứt thì là cái tình trạng hẹp này nó càng nặng thêm, tại vì lúc đó là nó càng tăng tương máu ra thì lúc đó cái vị trí này càng biểu hiện hẹp nặng lên. Lúc đó cái biết chưa đến nó sẽ tăng lên tầm 40 cm. Do vậy cho nên là để đánh giá chính xác á, thì người ta cứ đưa ra lời khuyên á là bệnh nhân cần phải được nghỉ ngơi 5 phút trước khi mà đo đánh giá độ hẹp. Đó, tức là đánh giá độ hẹp lúc bệnh nhân nghỉ ngơi chứ không phải là lúc bệnh nhân cắt đứt. À, đây là một cái trường hợp khác, các chị thấy là cái động mạch khoang bên phải. À, các chị thấy đây là cái cổ tâm, cái risk cơ điện mình đo được là 45 cm cổ 3 pha. Cái động mạch khoang bên trái cũng cổ 3 pha nhưng mà cái risk cơ điện có 29 cm. Các chị thấy có gì nó khá thường không? Đó, cái động mạch khoang bên trái là cái risk cơ điện nó có vẻ thấp hơn mà so với bên phải đúng không? Mặc dù nó cũng là cái 3 pha. Vậy thì bây giờ mình có gì nghi ngờ ở đây không? Thì là bắt đầu người ta cho bệnh nhân co duỗi cái 10 lần. Thì lúc đó cái động mạch hai bên nó có thấm một pha hết. Thì do đó đối với bệnh nhân co duỗi thì nó sẽ tăng tới nó ở kia. Thì lúc đó nó sẽ có thể thấm một pha chứ không phải là thấm 3 pha. Nhưng mà cái động mạch bên phải đó là cái thấm nó trở về 3 pha trong vòng 1 phút. Tức là sau trong khi cái động mạch bên trái đó là cái thấm 3 pha nó trở về chậm hơn, thì sau đó người ta sẽ mạch máu lại thì người ta thấy là nó hẹp ở phía trên cái động mạch khoang bên trái. Đấy là như vậy được. Thì nó hẹp nhẹ ở phía trên cho nên rằng là ở phía dưới nó vẫn là thấm 3 pha nhưng mà cái phía trước cơ điện nó không có cao như bình thường. Thì như vậy thì một khi mà mình thấy rằng là nó đều là thấm 3 pha hết nhưng mà cái risk cơ điện thì tôi chắc chắn là cái trường hợp này rất là hay bị bỏ qua. Tại vì khi người ta làm quá nhiều bệnh nhân là người ta thấy
thì trước và người ta lưu ý một cái gì đó thì mình phải bảo kỹ. Cho nên là một trường hợp như vậy thì người ta lưu ý là đồng hành ngoại vi nó có sống hoàn toàn nhưng mà cái nó không có được nói hàng rồi bây giờ về mặt nào mà về thấp hơn thì phải nghĩ đến mà có hẹp nhẹ ở thân cơ của dòng chảy mà ở bên nó có tiếp xúc với cái đường gì thấp hơn. À, đây là một cái trường hợp các chị thấy là ở động mạch vừa trung đến phải nó có sống vào pha và cái tiếp xúc cơ thể mình từ 80 cm trên dây. À, động mạch vừa trung đến trái thì là nó lại là sống một pha. Cái cây đi này là cây nhà, cái tiếp xúc cơ thể này nó thấp hơn, tức là khoảng từ 57 cm trên dây. Và cái e thì anh cơ thể này nó cũng tăng cao. Đấy ạ, từ mình đang đặt đầu dò ở động mạch vừa trung và tiền dừng thì nghĩ thấy cái gì? Tại vì suy nghĩ với họ phòng thủ thì chúng ta là một nền kinh tăng thì kiến thức cơ bản và chưa được suy luận đi. Bây giờ vấn đề nằm ở đâu? Ở nó nằm ở chậu đúng không? Và tức là trên cái cạnh mặt từ chân bên bên này nha. Ở bên trái còn bắt đầu thì bắt đầu cái phục vụ là bây giờ bàn lên nha. Như vậy đây là một cái hẹp trên cạnh mặt từ chân bên trái thì thực tế là đây là một cái hẹp cạnh mặt dọc ngoài bên trái. Thì người ta lưu ý thứ ba là gì? Nếu mà động mạch ngoài vi mà nó một pha thì cần phải nghĩ đến hẹp ở thân cơ của nó. Thấy chưa? Mình thấy nó hẹp, mình thấy nó một pha đây, còn cái đề nó là nó sẽ bị hẹp. Thì bây giờ, rồi đây là một cái trường hợp là khi bên trái thì động mạch chậm ngoài ba pha, động mạch từ nhau qua pha, động mạch quen qua pha. OK ha? À, coi bên phải nha. Động mạch chậm ngoài phải á, thì các chị thấy cái cổ này nó kỳ quá đúng không? À, thì đây là một cái cổ ngay trong cổ hẹp, tức là nó có cổ đặt đồn đây. À. Tiếp đến á, là đây là cổ một pha. Động mạch từ đâu? Động mạch khoe. Cổ một pha. Thì như vậy nó là đâu các chị? Nó ở trên động mạch chậm ngoài mà. Đúng không? Ừ, đúng rồi. Thì đây là cái hạt lâu rồi, nó hẹp ở trên động mạch chậm ngoài nữa. Thì nó là mạch chậm trung. Không phải không? À, thì thế nào có cái trường hợp người ta đã đặt tên ở cái động mạch chậm trung bên phải. Thì bây giờ người ta làm cho cái gì hoa này nè. Người ta dùng cái động mạch này kia, động mạch chậm, động mạch này kia. Thì các anh chị thấy rằng là A và B vấn đề. Thì các anh chị thấy là cái tên đây mà nó thành phần nó là cảm giác nó có cái gì đây đúng không? Nó có giống như một cái cục mạng tuổi cho là thành phần đây. Thế giờ, bây giờ trong hồ có thấy gì không? Thế giờ, thấy cái vị trí nó hẹp ở đây rồi cái căn bằng cái tên luôn bị hẹp lên. À, và lúc đó người ta cho cái vấn đề tôi vô. Nha, nghe cái tiếng mà không có nghe cái gì nào và cái yếu bộ và cái bộ và cái hẹp thì nó hẹp ngay cái động mạch chậm trung bên phải. Và đây là một cái trường hợp mà các vị thấy rằng là đây là cái động mạch chậm trung và đây là động mạch chậm ngoài và đây là động mạch chậm trong. Các vị thấy cái màu dòng chảy này nó có gì lạ không? Như vậy là cái nào cái chị còn dòng, cái nào cái chị còn dòng đây? Hả? À, đi về đầu dò màu xanh và đi xa đầu dò màu đỏ thì như vậy là cái động mạch chậm ngoài này nó có đi màu không? Còn ngay lên đó là cần cái động mạch chậm trong nó đi xa ngay lên để các chị biết là đi xa các chị có tưởng tượng được rằng nó có cái tình huống như thế này không? Như vậy thì cái động mạch chậm trung này nó tắt, động mạch chậm trung tắt thì không có máu xuống rồi xuống phía dưới đúng không? Vậy thì vấn đề nó làm sao? Nó sẽ bàn thể qua cái động mạch chậm trong. Động mạch chậm trong này nó bàn thể qua động mạch chậm trong nó tắt tắt. Thấy chưa? Rồi từ cái động mạch chậm trong này nó chạy ngược dòng lên đến cái chỗ như đôi này để nó vòng xuống cái động mạch chậm ngoài để nó nuôi dưới cái tận cái gì nuôi lên được. Đó, thành ra nó có màu như vậy. Rồi có ai hiểu điều này không? Ai không hiểu điều này không? Tức là bây giờ cái động mạch chậm trung nó tắt rồi, động mạch chậm trung nó tắt thì có nghĩa là cái
liên nếu mà tác đồng hồ là cả đánh ở ngoài đánh đồng hành ở trong là không có máu, đúng không? Nhưng mà cái tác này là thường là tác mạng tính, đúng không? Tác mạng tính thì nó làm sao? Thì lúc đó là nó máu từ cái động mạch chậm trong và đối với đó nó sẽ đàn hệ qua cái động mạch chậm trong của cái bên chắc á. Cái gì là dùng đây chưa? Nó đàn hệ qua cái động mạch, đàn hệ qua cái động mạch chậm trong bên chắc là từ cái động mạch chậm trong nó đi ngược lại cái chỗ mà đi đôi á, để nó bầm xuống nó rồi cái đi vào cái động mạch chậm ngoài để nó đi đúng rồi cái gì của bên chắc. Cái gì dùng đây chưa? Nó giống như là tắt cái động mạch cạnh chung ở trên não nó sẽ trước nào đó nó cũng bị hoàn toàn như vậy. Đây là cái động mạch chậu chung ở bên phải, cái gì thấy bộ nó có vấn đề gì không? Cái này hoàn toàn không phải là bộ ba tai như cái gì, cái này là cái hiện tượng này người ta gọi là cái gì? Cái này mình tìm cái gì thì nó sẽ mất cái hiện tượng này à. À, cái này nó bị dư gì à? Cái phần cái phần này là phần nó rất học cái bài các bạn biết rồi, những hiện tượng soi gương, đúng không? Soi gương thì dẫn cái em lên nam xuống, dẫn cái em dưới lên trung xuống thì nó sẽ hết nhá. Cái này là dư ngang, cái này là ngang xuống, cái này là hiện tượng soi gương chứ không phải là bộ ba pha. Thì như vậy là cái động mạch chậu chung nó là bộ ba pha, đúng không? Rồi cái động mạch đùi chung bên phải cũng là có gì có một pha luôn. Rồi đây là cái động mạch đùi sâu bên phải nó là cũng một pha luôn. Động mạch posterior chạy sau bên phải nó mất luôn nè, dạ rồi đến luôn thấy chưa? Thì bây giờ anh chị nói là cái vấn đề nó nằm ở đâu? Đó. Nó nằm ở phía dưới cạnh chân hay nó nằm ở trên chậu? Như vậy nó nằm ở đâu? À, bây giờ mình đang đến cái động mạch đùi chung bên phải mình cắt ngang. Động mạch đùi chung bên phải mình cắt ngang thì mình thấy rằng là để cái động mạch này nó đổ vô đây. Tại sao nó tụ lại bằng đèn nó đổ vào cái động mạch đùi chung bên phải? Đó, đây là cái bằng đèn nó đổ vô đây. Thì lúc này cái gì xem cái đồ rồi thì cái gì luôn ra là tại sao nó có nhánh đổ như vậy, đúng không? Rồi, bây giờ mình lên cái động mạch chậu ngoài bên phải, mình thấy cái gì không cái gì? Vấn đề nó nằm ở đâu? Đây là động mạch chậu chung nè, hả? Đây là động mạch chậu trong nè, và đây là cái động mạch chậu ngoài nè. Anh chị thấy là đây là nó tắc nè, hả? Và đây là nó tắc. Thì như vậy là nó tắc cái động mạch chậu ngoài bên phải, và lúc đó là những cái nhánh bạc kẹt nó sẽ tìm cách nó sẽ thay nó tụ một từ phần trên này lên xuống cái động mạch đùi chung bên phải. Cái gì bắt đầu nó sẽ bắt đầu cơ thể sẽ bắt đầu sẽ đi luôn đi xuống núi nuôi cái vật dữ này. Thì khi mà nó bắt đầu như vậy thì rõ ràng là trên đó là cái gì đó nó lúc đó thì nó không còn sống mà phải nữa. Dạ. Một cái trường hợp khác thì chị thấy đây là cái động mạch đùi chung bên trái. Động mạch đùi chung nha, bên trái các chị thấy là cổ cái này nó bị hơi gương thì các chị ha. Như vậy là sống là sống mấy bài, sống có một bài thôi. Rồi như vậy thì bây giờ mình cảm giác lên thì cảm giác xuống đây lên bên trên là thì cái động mạch chậu ngoài bên trái các chị thấy cái màng tử cơ rất là rõ không?
Bây giờ đó là em thẳng cái em thẳng cái lòng mặt này nè. Bây giờ và lưu ý là đường dọc là đường vừa rồi ở cái nhà anh chị. Rồi tiếp theo mình cho cái vấn đề trung vô. Đó, các chị nghe cái thanh. Nghe cái thanh thì hiểu rồi không? Đó là nó cắt thẳng cái lúc này, cái bộ lúc này. À, một cái trường hợp khác các chị xem cái đây là cái động mạch vừa chung ở bên trái, anh chị thấy cái bộ nó kỳ không, đúng không, móc luôn cái hẹn nhá rồi để bây giờ mình cảm giác lên trên xuống dưới đây hả, à lên trên ở cái đây là cái động mạch dọc ngoài bên trái, mình thấy nó có gì không, có chỗ nào có adenosine không? Nào, có cái mà bữa giờ để tạo ra cái gì này. Nào, đây là rõ ràng cái chỗ hẹn nó nằm ở chỗ này. Thấy chưa? Mình cho cái đốt đẻ của nó, cái đốt đẻ cho nó cũng trên. Đó, đây là những cái mà bữa giờ đặt hẹn ở đây. Bây giờ mình cho cái đốt đẻ của nó. Nào, một cái hẹn rất là nặng. Ở cái đầu mặt trong ngoài bên trái. À, đây là cái động mạch người nông bên phải, thì đây là cái động mạch người sâu bên phải, còn đây là cái động mạch người chung này, người nông này, người sâu này. Rồi có tắc chỗ nào các anh chị? Như vậy thì chung có khó là các anh chị là như này thì cái vấn đề không? Và đây là nó cắt ngang dọc, còn bây giờ mình cắt ngang thì coi mình định tiến bao giờ đi xuống. Rồi, thấy nắp còn hàng chưa? Thấy rồi, 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 rồi cho coi lại nha. Ai mà không thấy được tạch máu của nắp này là bị học luôn nha. Đây là đồng, đó, thấy chưa? Rồi, nó tắt ngay cái đồng mà từ đồng này, thấy chưa? Trong cái đồng mà từ đồng nó còn, thấy chưa? Rồi, bây giờ như vậy là cái này là nó tắt ở đồng mà từ đồng, mà mình biết là đồng mà từ đồng là cái đồng mà chính để nuôi máu cho vùng cạnh chân. À, vậy thì bây giờ mình chặt ra câu hỏi, vậy thì bây giờ mình chặt được là chút động mạch nào thì liều động mạch nào nó không máu nó chạy không? Có, còn bởi vì nó không có, không có máu thì chân nó cúi được vào đâu nữa. Hả? À, đó là sao không có máu. Thì nghe đến mình cái chân nó còn có máu rồi nó cúi rồi. Như vậy thì nó không thể là thế nào? Thì bây giờ mình coi là đây này cái động mạch nào này, có cái gì xảy ra? Cái gì đó? Có cái gì đó không chứ lại lúc mà nó tháng qua cái gì mà hỏi cái gì đó là cái gì hả? Không, cái này là không có phải câu nói, câu nói là cái nó mổ thì nó làm câu nói chứ nên mình có mổ đâu hả? Đó là trường hợp mình hàng cái gì nè hả, tức là cơ thể tự bắt cầu đúng không, nó là câu nói của cơ thể tự bắt cầu, nó là đó cái nhánh tụ nào mình hàng cái câu bộ. Như vậy thì cái này nó là tụ hoàn toàn hàng mà tụ hoàn toàn hàng thì chắc chắn là nếu không có làm vấn đề chung, nhưng mà nếu vấn đề chung thì nó bởi gì? Bởi gì? Đúng rồi, ngài nó hỏi thì nó lại chờ đợi. Đó, cái gì thấy cái bộ đó nè. Nè, đó. Cái bộ, cái tiết sử dụng thì rồi thì đi nó thấp, cái cây đi nó kéo dài thì nó gọi là cái bộ tạng thức lợi phụ. Cho nên sẽ gặp trong những cái sau cái dòng chảy nhẹ rất là nặng, hoặc là những cái tổng hoạt do những cái mạch máu và do được cung cấp máu bởi động mạch hoàn thành, đúng không? Bởi vì cái này là cái động mạch người nông nó tắc hoàn toàn là trong vòng nuôi rồi đâu, còn mai thì cái nhánh hoàn thành nó cung cấp máu cho động mạch khỏe, đúng không? À, đây là một cái động mạch người sâu, cái vị thế rằng là à, đó, thấy chưa? Nó bị ở đây thì rất là dữ ở chỗ này. À, và khi mà cho cái vấn đề trung vô à, thì lúc đó nó là một cái bộ mô ba thôi, là nó là hàng cái này cũng đẹp và như là cái trung gian. Đây là một cái đó, cái gì thấy cái mạng vừa sơ nó có môi hóa luôn, thấy chưa? Và khi mình cho vô thì đó, nha, cái bộ hàng rất là rõ. Như vậy thì cái gì thấy là cái mạng này
học xong về có thể chẩn đoán ngay được ha. À, đây là một cái động mạch phèo, cái gì thấy chỗ nào bất thường chưa? Thấy phải không? Rồi, và bây giờ mình cho nó đứt đây trong hôn. Bây giờ vấn đề là nó sẽ ưu tiên nó nuôi cái vùng phía dưới thân trên, đúng không? Thì là nó là những cái nhánh từ dầu á, nó sẽ ăn nó tồn mô qua cái động mạch người sau. Từ động mạch người sau nó chạy ngược về động mạch người trong để nó cung cấp máu cho, tại vì cái động mạch người trong nó bị hẹp nặng quá, nó không đủ máu luôn mình nghĩ là thế. Thì lúc đó các chị thấy cái dòng máu nó sẽ chảy đúng là theo hướng này nhưng mà rất là yếu. Thì bây giờ nó tăng cường bằng cách là những nhánh cái gì đấy chứ. Và tôi nhớ là cái máy này không được tốt lắm nha, nhưng mà nếu mà rõ ràng là các chị nếu mà biết cách làm thì vẫn có thể có được tình để mà học để mà làm nha, và có thể lý luận được. Thì đây là cái máy nó không được tốt lắm, đây là vấn đề mà các chị thầy cũng có thể biết được cái dòng này là gì được. À, đó, và cái hàm lượng của nó là rõ ràng cái bộ này là cái bộ đã đủ vào thuốc đúng không các chị? Thì như vậy mình chẩn đoán nó là một cái hẹp nặng thì có sai không các chị? Các chị thấy được, tức là ngoài cái việc cái hẹp các chị làm sao rồi các chị, cái này nó được xem là những cái dấu hiệu gián tiếp để các chị củng cố cho cái chẩn đoán của các chị, đúng không? Thì như vậy mình đâu có thể làm được, đúng không? Đúng không? Nếu mà chẩn đoán nó đặt trường hợp là ngược lại các chị, là liệu cái chẩn đoán của các chị có sai hay không? Các chị đừng có hỏi, hiểu ý tôi hỏi không? Thì các chị nếu mà các chị đã làm được như này tự tin nói là không có sai, là bởi vì mọi cái nó đều ủng hộ cho cái chuyện là cái hẹp nặng đấy. Các chị hiểu ý chưa? À. Như vậy cái lưu ý thứ tư đó, là nếu mà động mạch ngoài vi có sắm tận đúng cần uống đó, thì phải nghĩ đến một cái hẹp nặng là tương đương của dòng chảy, đúng không? Và ở cái động mạch ngoài vi thì các chị nó cũng có cái sai như thế này. Đấy nha, cái nguyên nó là máu đều mình nó có cái dòng rất là nhỏ nó chạy ra. Và người ta lưu ý là nếu mà nó có quân má ở thành mạch, nhất là đối với người mà bị tiểu đường của các chị, thì là về trung tâm và đằng sau là cái thành mạch nó vừa sơ nó hầu như bị quân má rất là dữ, cho nên rằng là nó khi mà có quân má như này thì nó sẽ tạo cái máu lực và nó mất cái cột đốt này, thì lúc đó nó sẽ không có cái cột bọc. Thì cái này là bình thường chứ không phải là chỗ này là vừa tắt hay cái gì, mà do là cái bóng lưng của cái mạng vữa sơ nó nằm lên. Và đây là cái động mạch tiền trước của một bệnh nhân tiểu đường. Thì các chị thấy cái động mạch tiền trước mà coi lúc vào các bình thường thấy rất là đẹp đúng không? Và đây là một cái bệnh nhân tiểu đường thì các chị thấy nó vô hoa và nó rất là hoàn toàn ở dưới như thế này. Một cái trường hợp khác các chị thấy là đây là cái động mạch đùi nông bên phải, thì người ta bảo khác ở cái động mạch chậu ngoài thì ok, nhưng mà đến bắt đầu từ
đó, cho nên tập mạnh khỏe và tập mạnh thể chất cao thì chị thấy là cái cổ nó rất là đẹp đó. Thì khi mà chụp mạch máu lên á thì các chị thấy được là nó bị hẹp rất là hẹp, nó móc luôn và tờ đây và đây, các chị thấy nó có những cái bàn tay xuống phía dưới nè, thấy chưa, để từ từ mạch khỏe nó chưa vô dụng dưới. Đó, sau khi người ta can thiệp thì các chị thấy rằng là nó rất là đẹp ha, và cái cổ mà sau khi người ta can thiệp người ta làm đúng hai ngày thì người ta thấy là cái cổ bao tải rất là đẹp, thấy chưa. Thầy nói như vậy cũng kiểu là nếu mà cái mạch máu mình bình thường không hẹp thì đó nó là cái cổ bao tải như thế này, và cái đây là cái đánh giá trong hẹp rất là tốt, thấy chưa. Đây cả bằng cái chuyện mạch máu và cả bằng cái chuyện cơ thể. Đây là một cái trường hợp mà các chị thấy là nó bị trao cho các chị là nó tắt luôn một đoạn rồi, đúng không? Đó, tắt luôn một đoạn rồi. Người ta đo là bao nhiêu em từ mấy mm thế chưa, nó tắt luôn một cái đoạn mạch máu. Như vậy là cái này là động mạch chạy nông bên phải, ai động mạch đùi nông bên phải, động mạch đùi nông bên phải nó tắt một đoạn như thế này. Thì nếu mà nó tắt như vậy thì ở dưới động mạch khoeo đó, nó cái động mạch thì nó đều lên cái bộ này, nó một lần nó tổng trường hợp này á thì cái gì nào mà đi xe học trong bên miền Tây thì hay rất là hay gặp cái vùng
Thì các chị thấy rằng là đây là một cái tác động vật cường nông và một cái động vật cường nông nó tác này. Thì bắt đầu vào năm đó là đây là động vật cường các chị. Vì sao? Bắt đầu nó hình thành những nhân bản thể. Thế chưa? Và như vậy là tóm tắt những cái lưu ý là gì? Cái thứ nhất là bệnh nhân cần được nghỉ ngơi 5 phút trước khi đo đánh giá độ hẹn. Cái thứ hai là nếu động mạch ngoại vi mà có sóng 3 pha nhưng mà cái huyết stent không có cân đối hai bên thì phải nghĩ đến một cái hẹn nhẹ ở lưu vực động mạch mà nó có huyết stent từ đầu thì thấp. Cái thứ ba là nếu động mạch ngoại vi có sóng 1 pha thì phải nghĩ đến hẹn ở thân lưu của nó, đúng không? Cái thứ tư là nếu động mạch ngoại vi mà có sóng tần bút đầu cuối thì phải nghĩ đến hẹn nặng ở thân lưu của nó. Dễ mà không có gì so với cái động mạch và động mạch não thì rất là dễ và cái điều dễ lắm.
tôi nói cái gì nó rõ cái này nè. Tôi phải dạy cho nó, dạy cho đại khái cho nó biết thì tôi không có dạy được. Tại vì cái gì mà tôi nói là tôi nói nó đến họ chứ còn mà tôi nói được thì tôi